đã liệt phát đầu tiên là được chết một được một tiên rồi, sau bắt đầu chúng vẫn ném lưu đạn liên, ném lưu đạn liên thì nó không vào hào đâu, nó ném không chưa tới, thế là lưu đạn nổ, họ chúng vẫn là nằm xuống. Tôi ngay chỗ cái chuồi ấy là cái chuồi thì họ liền rất đông, cho nên là tôi vẫn phát một phát từng tiên một, phát nào tiên phát đấy, tức là trên bảy thằng ngay tại chỗ cách bờ hào xuống khoảng độ 4 mét. Từ lúc đến giờ thì tôi có nghe qua các câu chuyện của đồng đội mình ấy, thì có vẻ như trên cái mặt trận của tiểu đoàn 5 Kiên Cường, đảm trách thì cái nơi mà khốc liệt nhất chính là đại đội 3. Vâng, và ở đây thì hình như anh cũng là một người ở một nơi rất xa so với các đồng đội ở đây, về đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi câu chuyện của một cựu chiến binh của đại đội 3 tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cựu chiến binh Hoàng Ngọc Yêu với câu chuyện của tháng 2 năm 1979. Xin mời anh. Tôi là tôi ở bên bên dưới về đề đạo, tức là giáp đường ngang sang bên ở bên bên lương trẻ liền đấy. Tức là đầu tiên thì chúng ở dưới liên thì nổ súng, được phát súng đầu tiên là tôi đã diệt phát đầu tiên là được chết một được một tiên rồi, sau bắt đầu chúng vẫn ném lưu đạn liên, ném lưu đạn liên thì nó không vào hào đâu, nó ném không chưa tới, thế là lưu đạn nổ, họ chúng vẫn là nằm xuống. Tôi ngay chỗ cái chuồi ấy là cái chuồi thì họ liền rất đông, cho nên là tôi vẫn phát một phát từng tiên một, phát nào tiên phát đấy, tức là trên bảy thằng ngay tại chỗ cách bờ hào xuống khoảng độ 4 mét. Tức là xong là mấy anh em thì ở đường hào ngang, tức là chạy liên, thì tôi không biết cái nào, còn một mình tôi vẫn chạy xung quanh đường hào. Tức là cuối cùng chúng tấn công lần thứ hai là chúng thổi kèn, nghe thấy tiếng kèn bắt đầu là chúng là hô lên, lúc ấy thì chúng lao lên, thì với mình tôi mới kiên được có hai người, với chú Kiên thì cầm LVD, tôi thì cầm AK. Sau lúc ấy tôi mới quạt hết một băng, ông Tu Kiên hết một băng, thì họ lại lui xuống. Lúc chết cũng rất nhiều đấy, nhưng mà cũng không nhớ được là hết bao nhiêu tiền, nhưng mà chết nhiều đấy. Xong bây giờ đợt hai là hết đạn rồi, mới đi bảo vệ cho ông Trung Kiên để lắp đạn vào băng, băng LVD đấy, gọi là Trung Liên đấy. Thế đang lắp là bắt đầu họ lại thổi kèn rồi tiếp tục họ nhảy lao lên, thì lúc ấy bây giờ là nó ném lưu đạn liên thì khói mù hết, chứ không nhìn thấy cái gì nữa, xong rồi chạy ngang trong kia thì đường hào ngang ở bên có hồng đại liên của tôi ấy, thì có tức là họ với ù ạt liên thì tôi vẫn lại tiếp tục bắn đợt thứ hai cái chỗ bên ngang bên búi chè ở búi đường chè với búi nứa đấy, tức là rất nhiều liên, rất nhiều, có hai anh em rồi, lúc ấy là anh em bên chạy hết rồi, thì là cuối cùng là đợt ba là họ lên được, thì tôi mới lui ra thì ngay chỗ hầu tôi có một cái hầm để lưu đạn ở bên ngoài này, cách đường ngang vào bên mép sân bóng ở bên kia,
khoảng độ 7 mét. Tôi ở hầm hầm chuột, hầm khoét hầm chuột đấy, ngay có một hầm lựu đạn tôi ở đấy. Lúc ấy thì dùng bằng lựu đạn hết, ở bên này lên, ở bên kia xuống, ở bên ngang thì vào. Thì cái chỗ lúc mà còn một mình thì ông Kiên là sợ mình không nổi. Ông Trung đội trưởng thì ông chạy ngang trên sân bóng như này, về chỗ này ông bắn xuống. Ông liên được hết 5 thằng ngay chỗ đấy. Trong là ông bị gãy hai chân, mới gãy một vỏ vai. Thì ông nằm tại chỗ rồi ông đi được nữa. Thì tôi không biết lấy, không lấy ông xuống được vì cách nó khoảng 3 mét. Dơ lên là đạn nó bay trên mặt đất là không thể lên được. Thế mấy anh em ở ngoài vào cứu thì tôi cũng không biết được. Lúc ấy tôi lại bắt đầu tôi tấn công từ chỗ ấy ra toàn đít ở ngoài đường hoang chỗ đang chung chết ấy. Thì là không mới quay vào họ lại úp vào đằng sau nữa, úp đằng này, đằng bên trong. Thế được kín hết thì tôi không biết làm nào nữa, còn một mình thì súng thì bọng thì hết đạn, thì dùng bằng lưu đạn này. Sau là hết đạn cuối cùng quay như là họ trên nó nhảy xuống, mình phải dùng tay đấm dao lao găm để giết. Cũng chết 3 thằng ngay tại chỗ rồi đấy. Sau mới đó mới lấy thấy trung đội C2, trung đội ông Cát, tức là Cát chết rồi. Trung đội đấy bọc cứu lấy được ông Trung Kiên xuống, xong rồi nó lại mất điều quân, còn mỗi mình ông không lấy được, mới xong cuối cùng là ông Thành gọi chúng tôi gọi là Thành già để vào cứu được, lấy ra được một đoàn thì chết. Còn tôi lại tiếp tục tôi vào chiến đấu, vào chiến đấu thì cuối cùng còn có một mình, chạy đi chạy lại rồi vòng quanh cái sân bóng ấy thì còn mình thôi, nhưng mà giết chết cũng nhiều. Lấy hết đạn thì lấy súng của họ thôi, không súng mình hết đạn thì lấy súng họ. Lưu đạn mình hết 4 thùng lưu đạn. Cứ ném xung quanh ấy, họ vẫn cứ hòa liên hợp, họ mới kêu mà bắt. Nói bằng tiếng Việt Nam mình bắt bằng được thằng nhỏ đừng bắn nữa. Cuối cùng tôi mới chuồn đi vào cái chỗ cái bụi rậm ấy, cái nương cây dẻ, vào cái dẻ thì họ tìm không biết tôi đi đâu nữa. Trong cuối cùng thấy họ chạy sang bên này rồi, sang bên đại đội trưởng. Tôi mới lên vò liền, mò lên tôi lại bắn đằng sau, chết ngay chỗ đường ngang nhiều đấy. Có một mình rồi mà giết rất nhiều, nhưng mà về nói tiếng Việt Nam mà bắt được thằng nhỏ, đi đâu cũng phải bắt được. Xong rồi tôi về tôi báo cáo, tôi không dám nói, tôi dám nói hết. Lúc ấy quay ra thì bắt đầu họ đập tôi đau quá, tôi mới mệt, bởi vì là đánh nhau bằng tay vò. Quay ra là hai bên đánh nhau. Vâng, hai bên đánh là nhau. Anh với cả bọn lính tàu ấy. Vâng, đánh lính tàu, tôi ngất. Tức là như này, khi mà họ vào đấy quá đông và muốn bắt sống anh, thì anh trốn vào một cái bụi. Thì họ đi vượt qua không tìm thấy, họ đi vượt qua về phía đại đội. Thì khi đấy anh lại dùng súng bắn họ về phía đằng sau, về phía đằng sau. Bắn đằng sau. Thì họ quay trở lại. Tức là cũng bắn được nhiều địch. Họ quay trở lại và hai bên là đánh nhau, vật nhau. Rồi anh kể tiếp đi ạ. Thế họ đập quá mạnh nên là tôi bị vừa bị thương vào vai nữa, là vì là họ đập bị ngất. Họ tưởng mình chết rồi, thế là tôi ngủ nằm đấy. Lúc tỉnh dậy tôi mới bò ra, lúc ấy tối rồi thì mệt quá. Tôi mới xuống nhà bếp, bằng thầy đẩy có nước nóng đun để mà mổ lươn đấy. Thế là tôi bảo ông ấy cho tôi tắm xong rồi nằm ở đấy khoảng độ 10 giờ đêm. Thì tôi từ đã khi anh tỉnh dậy thì anh về đâu để có nước nóng? Xuống nhà bếp của đại đội mình. Vâng. Đại đội lúc đấy lại vẫn còn có người à?
vẫn còn người nhà bếp mà thằng Đẩy lên, thì lúc ấy tôi không lên được Hào đâu, phải gặp thằng Đẩy lên nhà bếp, nó đang nó đâu biết mà nó lên đấy thôi mà à cái thằng yêu nó mới kéo tôi lên, nhưng mà kéo tôi xuống tắm nằm đấy khoảng độ 10 giờ đêm ấy, thì tôi tỉnh rồi thấy đứa hẳn tôi mới lên, tôi lại tiếp tục tôi quay lên chốt chiến đấu, tôi đánh chốt từ đêm đến sáng, coi như là lúc ấy họ thì lại quay trở lại chốt lại một mình đánh ai một mình một mình tôi cũng sáng ra là mấy thấy anh em ở bên xe hai thấy ngồi nhiều súng quá, tôi mới chạy sang chạy sang thì không thấy người mình, toàn thấy chúng thế tôi mới lao xuống cái búi rẹ ở bên này bên hầm địa đạo của đại đội do sống đấy đi giúp đi theo rừng xanh để tìm đồng đội của mình, nên là tìm không thấy, tôi lại quay lên chốt, tôi không biết đường đi, không biết đường đi đường nào mà đi ra nữa, đi giáp thứ hai ấy thì không biết tiểu đoàn ở đấy, bây giờ là tôi mới lại quay lại tôi lại nhận được một số nữa, lại bắn được hơn chục tên nữa, xong rồi mới lao xuống nhà bếp đại đội. Ở chỗ đấy là rất rộng nha, để tôi bỏ xuống theo với cái bụi cây dẹ xuống xong không biết đi đường nào được, mới nghĩ ra là... Lúc đấy thì dưới nhà bếp đại đội không còn người nữa. Không còn người nữa, còn có mình nữa, không còn ai nữa. Thì tất cả đây, cả đơn vị, cả C2, C3, tiểu đoàn là không còn ai ở trên nữa. Thì tôi... đấy anh em ở dưới vẫn nghe thấy có tiếng súng, chắc chắn là tiếng súng thằng yêu, cho đến là lúc ấy tiểu đoàn mới lên tìm mới biết tôi là ở trên đấy. Anh có nhớ ai là người lên tìm không? Tìm là ông tiểu đoàn trưởng mấy ông chính trị viên, là không nhớ tên nhỉ, ông Giảng. Chính đích thân tiểu đoàn trưởng và chính trị viên lên đi tìm. Thế lúc ấy địch nó rút rồi à anh? Vâng. Chính thức là hại ông ấy mới là hùng gọi là hùng Yên Bái đây. Hùng Cà Chua đây. Đúng thông tin gì? Thông tin. Đấy là ấy mới là mấy anh trinh sát nhảy rừng mấy trinh sát nữa. Thì lúc ấy tôi không nhớ tên đâu. Vâng. Mấy anh em lên thì tôi mới lấy thằng Thanh bị thương kéo xuống, đang kéo một Thanh thì bọn nó lên vơ mấy ra được khỏi đấy, là tức là nó lại giá pháo san bằng cái chỗ đây thôi, nó biết là tôi ở đấy mà, thì cuối cùng vừa về ra đến đám vô là vừa san bằng, may là nhất nhanh. Đó là cái trận đầu tiên nhất. Trận thứ hai là về Vạn Hoa ấy, về Vạn Hoa anh em là đại đội và thôi rồi phải lên bảo vệ kho muối của khu muối này thì tôi bắt đầu tôi lên đến cái chỗ có cái đập ở bên dưới này Vạn Hoa này, thì tôi mới phát được hai cái hầm để anh em lấy cuối ra bờ sông để bảo vệ trên bờ sông, thì ba anh em lên đấy thì ở bên bờ sông hết, có mình tôi ở giữa. Thì đêm tối, chập tối thì thấy ba người xuống, ba tiên. Mình nhìn thấy là sao năm cánh thì chắc là trúng rồi. Thế thì không biết làm nào, nghĩ ra thì dùng bằng tay vo rồi. Không nổ súng. Nếu nổ súng thì lộ thì họ sẽ tấn công. Thế đánh lên đánh được chết một thằng. Còn hai thằng nó bỏ chạy. Hai tiên bỏ chạy. Một mình anh? Một mình. Một mình mà thấy ba thằng mà dám xông vào đánh. Nó đi chán xa nhau đấy mà. Xong là hai tiên bỏ chạy đi đằng trên này, đi theo đường người ta đây nè. Lúc ấy tôi mới bảo thôi, ngủ đấy sáng hôm sau không thấy đồng đầy cả. Và sợ mất kho muối, nó phá hủy kho muối ở đây. Mới chạy lên tận đây, kho muối, ở kho muối, bảo vệ kho muối. Chồng không thấy gì, tôi lại quay xuống cho cũ. Chồng họ bắt đầu nổ bắn pháo. Họ tức là tàu ấy.
tàu ấy. Xong rồi là bắt đầu địch bắt đầu bắn pháo, giả liên tục pháo, không dậy được, không đi đâu được, không lên được khỏi mặt đất được. Thế lúc ấy tôi mới run sợ rồi, thì là vừa đói nữa, thì hết pháo ra dàn họ không nổ nữa, nhưng bắt đầu là mới gọi khoanh khoanh nhà bếp ấy, thế là mang nương khô ném cho, ném ba bánh đan khô mà không trúng, vẫn đói mà không liên lấy được. Đấy. Cái cuối cùng mà ném nó mới bò đến cái chỗ bùi rào rồi, thì ném mới trúng, lúc ấy mới ăn được ba bốn cái nương khô thì mới có khỏe lên. Rồi bắt đầu anh em ở bên bờ sông, thấy ở bên sông bên này ấy, tức là nghe nó thổi kèn rồi, rồi tè tí tè rồi, thế là ôi sao thì nó tấn công rồi, rồi tôi lúc ấy tôi mới rút mới bỏ ra rồi. Trời, bỏ ra thì anh em đi hết rồi, trận trên cũng thế mà trận dưới cũng thế, toàn anh em chạy hết để xuống đến cầu mi thì cái trận cầu mi tôi đánh hơi ác, cầu mi ác liệt nhất được rồi trận đấy. Anh em ở trung đội tiểu đoàn 7 là trên đồi, còn trung đội tôi là tiểu đội có 4 người, cả thằng Thị này. Thằng Thị này là anh là cùng đại đội với Đỗ Minh Thủy vâng, ấy. Cùng tiểu đội luôn. Cùng tiểu đội. Mới Thị này là ở dưới đường sắt, tôi ở bên trên cách đường sắt khoảng 4 mét. Có một đôi nhỏ ấy. 40 mét chứ? 4 mét thôi. 4 mét? Rồi. Là bằng từ đây ra ngoài kia. Vâng, thế thôi. Cách nhau bằng ấy. Vâng. Rồi, còn anh bên trên là nhiều, còn bên vừa chuối là bọn trinh sát. Thì ở đấy xong lúc bắt đầu họ mới tấn công xuống. Ở trên đồi họ trên đồi xuống nhiều hơn ở bên dưới. Nó đi theo đường sắt là rất nhiều. Thì mới bắn một phát B-41 thì họ mới dừng lại, thế xong mới có một đồng chí quân của tiểu đoàn 7 nó bị thương ở bên kia cầu, thế không biết làm nào lấy thằng này ra được, về được, qua cầu được, thế vì nó bắn liên tục, xong là Thủy mới chạy liều mạng chạy qua cầu thì cống này sang mới lấy Thủy dũng cảm. Vâng, dũng cảm này, dũng cảm ấy thì này, xong là tôi cũng không biết anh em là chạy hết, cuối cùng một mình thôi, thì họ mới lao xuống ở trên lưng chè, họ xuống ở trên bên này vào, thì tôi cầm AK nhưng mà tôi giọt bắn phát một phát nào ăn phát đấy, khoảng độ chết mấy trăm tiền đấy, không phải ít đâu. Tôi còn một mình, không có ai nổ súng nữa, tôi biết là một mình. Bên đằng sau tôi là họ bắn toàn bắn đi DKZ, tức là có một cái cây mai to, là nó bắn san một con mỏm đồi nhỏ ở bên đằng sau ấy, san bằng xuống cây mai nó đổ hết, nó tưởng tôi ở đấy nhưng mà tôi không ở trên, nên tôi nghĩ là chắc là không thể nổi còn một mình nữa, rồi mới chạy xuống tìm Thị, không thấy Thị đâu, thì họ bắn tung cả đường sắt lên, thì sợ quá này lại chết được còn một mình, không biết làm nào, mới nhảy xuống cái hố chí của dân quân làm ở đấy, ở dân làm đường sắt đấy, thì họ mới đi qua luôn, đi qua đấy thì tôi mới nhảy lên, xong mới nhảy xuống sông. Lúc ấy nhảy xuống sông là họ cứ bắn theo bờ sông này, theo bãi cỏ đi, mà lúc ấy tôi lặn đi ra ngoài, họ không nhìn thấy, lặn đi một lúc thì mới lên được, lên thì súng thì mất, xong đi tay không về một đoạn để nhặt được một khẩu. Nhặt khẩu được một khẩu súng, xong bắt đầu mới đẩy lại lặn theo vừa sôi xuống sông, nhưng họ ở trên nơi họ vẫn nhìn thấy mình chạy mà họ không bắn nữa,
Không biết là mình hả ta khả năng nó nghĩ như thế nên là một mình thì nó không dám bắn. Thì về đến phố Lu là mới gặp gặp pháo, họ bắn pháo chặn rồi, liên tục pháo dàn nó chặn, ui giời, không biết làm nào, cứ nhảy hố này đổ xong là nhảy xuống hố mìn ấy, hố pháo ấy. Rồi đến tối thì còn không biết đi ngủ chỗ nào thì cho nó an tâm, mà cho vào cái nhà hàng, quần áo thì giặt hết rồi, tối tết còn vào cái nhà hàng có một cái áo của công nhân, tôi mới thay quần áo hết, lại đi ra bờ sông mình ra lại gặp một cái ông già người Việt Nam mình ấy, đang run run ở đấy, thì không biết nào giờ cho ông kéo ông vào hầm, vào hầm trong tôi mới chạy ra, không có đường đi qua cái có cái khe Phú Lu, có cái khe có không có đường đi qua, không biết đi qua đường nào, đường sắt thì nó nổ rồi. Xong mới đi rồi xuống bờ sông có một cái thuyền, tôi mới đi theo thuyền đi qua được sang bên kia, lên qua một quả đồi, trong xuống đường đi gọi tìm đơn vị không thấy mái biệt rồi, thì mới nằm nghỉ đấy, thì mới gặp rằng là hùng cũng là Hùng và Chô này, Nguyễn Bái này, nên bảo là tôi cũng nên tìm anh, lúc ấy tôi mới tìm ra đơn vị. Câu chuyện của tôi là đến đó hết. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Anh yêu có biết là câu chuyện của anh rất chi là đặc biệt không? Tức là một mình một súng vẫn tiến công. Nhưng ở đây một mình không súng vẫn tiến công. Vâng. Anh Hoàng Ngọc Yêu, họ Hoàng, anh dân tộc gì vậy? Họ Hoàng. Vâng, anh dân tộc gì ạ? Dân tộc Tày. Dân tộc Tày, vâng. Trước khi vào bộ đội thì anh yêu nhà ở đâu? Trước khi vào bộ đội là tôi có lúc ấy còn 18 tuổi. Tôi đã xác định là vào bộ đội là để bảo vệ nước. Nhưng lúc ấy nhà mình ở đâu? Hả? Nhà mình lúc đấy ở đâu? Lúc nhà vẫn ở trên Phong Dụ. Ở đâu? Phong Dụ Thượng Văn, huyện Văn Yên. Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái à? Tỉnh Yên Bái. Tức là cách khá xa đây? Xa lắm, xa ở miền núi mà. Xa miền núi? Nhưng ở xa đây là bao nhiêu cây anh có biết không? Khoảng bao nhiêu cây? Từ trong ấy ra đến ngoài hút Văn Yên tức là 30 cây, còn trừ Văn Yên đến đây thì không nóng được, ở chỗ con bàn đi sang mà. Khi mà chỉ có một mình, không phải một lần, mà rất là nhiều lần, quay đi quay lại cứ còn có một mình, mà anh cứ vẫn chiến đấu, sao anh không tìm cách? Anh không tìm cách, anh rút lui hay là nói tóm lại là anh rời khỏi trận địa, mà anh lại vẫn cứ mải miết đánh nhau, có sợ không? Tìm cách lui nhưng mà không biết đường, không biết đi đường nào. Không biết đi đường nào. Không biết ai bên đơn vị đi đường nào. Không biết là anh em ở đâu. Anh em biết đi ở đâu. Vâng. Nó mới khó cho thế. Tức là phải hai lần đơn vị đi tìm. Vâng. Hai lần đi tìm. Vâng. Và cứ mải miết đánh nhau như vậy. Vâng. Chẳng biết đi đâu cả thì lại quay lại đánh nhau tiếp. Vâng. Mà anh cũng là cao số đấy, cũng kinh khủng đấy. Bé con thế mà. Vâng. Thậm chí là bị nó đấm cho nó tưởng chết rồi. Vâng. Đấy. Lúc ấy, trong suốt như thế anh có bị thương không? Suốt cái khoảng đánh nhau đấy, có bị thương không? Bị. Có bị. Đấy. Bị như nào, bị thương ở đâu? Vì nó vào vai, nó bị vào mông. Vai như mông là nó đấm cho hay là đạn? Nó đập cho. Nó bị nó đập? Nó đập bằng tay thôi hả? Hay là nó cầm gì nó đập? Bắn súng. Bắn súng. Ngày đấy anh khi mà vào bộ đội bao nhiêu cân, anh Nhiên có anh nhiều có nhớ không? Lúc vào một đội tôi có 42 cân à. 42 cân, 42 cân ngày đấy là ông to đấy. Yeah. Cũng là thuộc to. Bây giờ thì anh được bao nhiêu cân? Bây giờ tôi 50 cân. 50 cân, yeah. Là tuyệt. Lúc là tôi là nhỏ nhất rồi một đội. Lúc vào đấy lưng với thầy. Bắt lấy thằng nhỏ. Vâng, câu chuyện của anh. Có 42 cân. Còn anh em là 45, 50 hết. Vâng, thế xong rồi đến khi mà về đơn vị rồi,
tổng kết lại ấy, thì anh có được khen thưởng không? Có. Có. Có huân huy chương. À thế à? Cái huân huy chương gì anh có nhớ không? Có nhớ huân chương hạng 2, huân chương hạng 3. Huy hiệu tuổi trẻ. Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Vâng. Còn huân chương hạng 2. Vâng. Huân chương hạng 3. Huân chương chiến công á. Huân chương chiến công. À, hai cái. Vâng. Kể ra ấy, anh xứng đáng anh hùng lắm đấy. Rồi. Căn cứ vào cái lượng địch tiêu diệt mà chưa đếm nhưng mà cứ thế. À, tôi lại hỏi thêm một tí nữa. Rồi. Khi mà huấn luyện ấy thì anh bắn súng đạt loại gì? Huấn luyện tôi bắn súng AK. Vâng. B40. B41. Cối 60. Đạt loại gì? Đạt loại thứ nhất. Lại nhất, nghĩa lại giỏi đấy. Rồi. Bởi vì là tân binh nhưng mà vào cứ bắn phát chết thẳng. Bắn phát chết thẳng, kinh thật. Tôi thì quen ở nhà thì tôi cũng hay đi săn rồi. Wow, nó cũng có lý đấy. Nổ phát nào ăn phát đấy. Nổ phát nào nữa. Ở nhà đi săn thì anh yêu hay săn cái đi loại thú săn gì? Săn rượt cỏ, rượt rừng, nó về nó phá ruộng, phá nương. Ra là thế. Chạy là... qua mặt là chết rồi. Cứ chạy qua mặt là chết. Ừ. Được. Một người thanh niên nhỏ bé với 42 cân. Và các bạn có thể nghe thấy là anh yêu nói tiếng Kinh cũng chưa được sõi lắm. Và còn rất là một cái cách diễn đạt rất là khó khăn. Nhưng mà câu chuyện thì thực sự là rất là cuốn hút bởi cái nội dung của nó. Và tôi nghĩ rằng nếu như tôi có khả năng hoặc là một nhà văn nào đó xem video này, ghi chép nó lại để dựng lại hình ảnh của một người anh hùng, tôi nghĩ rằng thực sự Hoàng Ngọc Yêu của chúng ta là một người anh hùng. Người anh hùng bảo vệ nương bản của mình. Vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn chị. À, từ từ đã. Ngày mai quay trở lại trận địa. Từ ngày ấy đến giờ có lần nào anh quay lại không? Có. Có rồi. Mấy lần? Từ ngày đến đấy thì sau chiến tranh xong là lên dọn chiến trường một lần. Cho đến bây giờ hơn 40 năm rồi không biết. Chỉ dọn chiến trường thôi. À. Quay lại dọn chiến trường có gì đặc biệt không anh? Chẳng có gì đặc biệt thôi mà lấy anh em qua hy sinh ở đấy dọn xuống để chôn cất. Là đưa anh em mình vâng, về vâng. Nó có bỏ anh em nó lại không? Anh em mà nó không bỏ đâu. Nó không bỏ, nó cũng mang hết đi rồi. Nó mang hết. Nó mang hết rồi. Ngày mai về, bây giờ anh có cái tâm trạng không? Tâm trạng có nhỉ? Liệu tối nay có ngủ được không? Vâng. Mai về đi vào thì tôi sẽ dẫn dắt đến tận chỗ. Đến chỗ nào mà tôi ác liệt nhất thì tôi sẽ dẫn chị. Vâng. Và như vậy là ngày mai quay trở lại trận địa thì quý vị và các bạn cùng với chúng tôi sẽ được đến như lời anh Hoàng Ngọc Yêu vừa chia sẻ, sẽ dẫn đến cái nơi ác liệt nhất. Vâng. Và bây giờ thì một lần nữa xin cảm ơn đồng chí Hoàng Ngọc Yêu và xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.